Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, người quan tâm tới cục diện chính trị của Việt Nam có lẽ không thể bỏ qua những tin tức về các kỳ hội nghị trung ương, vì tại hội nghị này mọi chủ trương chính sách sẽ được mở ra, thảo luận và được báo chí loan tải cho mục tiêu phải đạt được của Đảng trong các vấn đề mà đất nước phải đối diện. Trên nguyên tắc là vậy, nhưng qua nhiều hội nghị trung ương chưa bao giờ người dân nghe tin hội nghị bàn bạc tới vấn đề Biển Đông, mặc dù năm nào Trung Quốc cũng không ít thì nhiều có những hành vi quậy phá, gây hấn, thậm chí tấn công vào vùng biển mà Việt Nam có đặc quyền kinh tế. Mọi biến động ấy không được hội nghị trung ương nhắc tới, tuy người dân vẫn quan tâm, theo dõi và khi còn sâu sát hơn cả cơ quan trách nhiệm của nhà nước. Lần này thì khác, chính Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng trong bài diễn văn khai mạc sáng 7 tháng 10 mở đầu cho Hội nghị Trung ương 11. Ngoài những chỉ đạo xem xét về kinh tế, xã hội cũng như quản lý nhà nước, ông Trọng còn nhấn mạnh phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong và ngoài nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Nếu theo dõi tình hình bãi Tư Chính, nơi Trung Quốc nhúng tay vào từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã điều tàu khảo sát Hải Dương 8 đến vùng nước rõ ràng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa của Việt Nam để tiến hành các khảo sát trái phép. Cho tới nay, ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 11, Trung Quốc đã đem vào bãi Tư Chính nhiều đợt thăm dò như khu vực này thuộc chủ quyền của Trung Quốc trong đường chín đoạn của họ. Nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng sở dĩ Trung Quốc ngang nhiên tiến hành việc đưa tàu vào vùng biển của Việt Nam cho tới ngày nay, toàn bộ đảng viên cao cấp của Việt Nam dự Hội nghị Trung ương 11 để xem thái độ của những người Cộng sản Việt Nam, hay chính xác hơn là của ông Nguyễn Phú Trọng, như thế nào trước khi có những bước khác trong mục tiêu thôn tính Biển Đông. Và câu trả lời của ông cho thấy Biển Đông sẽ được phân tích và dự báo một cách nghiêm túc, không còn bị âm thầm bỏ qua như những lần trước. Trước hành vi bị xâm lấn chủ quyền lãnh thổ thì bất cứ một quốc gia nào cũng phải có phản ứng. Mạnh thì tập hợp quân đội, kêu gọi quần chúng chuẩn bị chiến tranh, yếu thì lên án, kêu gọi quốc tế giúp sức, hay ít ra cũng nhờ đến Liên Hợp Quốc can thiệp. Chỉ có Việt Nam là hành xử theo cung cách rất đặc biệt của mình, đợi đến 3 tháng sau mới phân tích hành vi của kẻ xâm lược và dự báo xem chúng sẽ tiếp tục làm gì thì thật là ngoại hạng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội lẫn các trang báo chính thống thì động thái này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là một bước ngoặt đáng kể. Nó cho thấy phương án đối phó với Trung Cộng tuy nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng kiên trì và phù hợp với thế yếu của mình trước một đối phương hung hăng và đầy tham vọng bành trướng. Dư luận không quên chuyến đi Mỹ của ông Trọng sắp tới, và phát biểu của ông chính là thông điệp gửi cho Trung Quốc về mức chịu đựng của Việt Nam đã quá giới hạn, mặc dù thông điệp này được thu nhỏ tới mức tối đa chỉ trong khuôn khổ dự báo và phân tích. Dư luận còn chú ý tới một hình ảnh được xem là dấu chỉ của sự thay đổi duy của Hội nghị Trung ương, đó là chiếc bục của ông Trọng đứng phát biểu không có lãng hoa nào như thường lệ. Mạng xã hội bàn tán hình ảnh này với sự phấn khích không cần che giấu, nhưng không ai quan tâm tới sự liên quan giữa một cụm hoa với những phát biểu có tính trấn an cả nước trước một việc hệ trọng là bãi Tư Chính sắp mất vào tay Trung Cộng. Trước Hội nghị Trung ương một ngày sáng 6 tháng 10, 2019, tại Hà Nội, Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển tổ chức tọa đàm về chủ đề bảo vệ Biển Đông. Buổi tọa đàm mang tên Vùng Biển, Tư Chính và Luật pháp quốc tế. Nhiều phát biểu quan trọng được mang đến buổi tọa đàm, và người theo dõi nhận ra một điều: cuộc tọa đàm tuy được Ban Tuyên giáo bật đèn xanh nhưng do thời gian quá cấp bách nên cử tọa chưa phác họa được những liên quan sống còn giữa luật pháp quốc tế và biểu hiện vi phạm của Trung Cộng. Sẽ bị luật pháp ấy xử lý như thế nào nếu Việt Nam tập hợp được tất cả các yếu tố vi phạm
đặc quyền kinh tế của Việt Nam bị Trung Quốc vi phạm một cách thô bạo. Hội thảo có lẽ thành công trong vai trò phân tích và dự báo như sự mong muốn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Về phân tích, nhiều phát biểu chỉ rõ hành động của Trung Quốc không nằm ngoài ý đồ biến vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành nơi tranh chấp để từ đó tiến hành cuộc chiến có thể gọi là bảo vệ chủ quyền bất khả tư nghị. Về dự báo, không thể bỏ qua ý kiến của tướng Lê Mã Lương, một danh tướng đúng nghĩa của Việt Nam, khi nói rằng mất Bãi Tư Chính thì Việt Nam xem như mất tất cả đảo bao gồm Trường Sa, nơi Việt Nam đang đóng quân và xác định chủ quyền của mình. Dù sao thì việc lên tiếng của người đứng đầu cả nước về một vấn đề quan trọng nhất hiện nay cũng cho thấy mức độ lo sợ của Bộ Chính trị trước viễn ảnh mất trắng vào tay Trung Cộng đã gần kề. Chỉ có điều lên tiếng là một lẽ, phần còn lại quan trọng nhất là cách đối phó với mối nguy ấy bằng cách nào mới là điều người dân mong đợi. Cũng giống như cách hành xử rất thận trọng, đôi khi bị xem là chậm chạp của Bộ Chính trị, dân chúng Việt Nam xem ra rất an tâm với những gì mà người đứng đầu đất nước biểu hiện. Chẳng hạn, không có hoa trên bục phát biểu là một thay đổi ấn tượng, và ấn tượng này là tiền đề cho nhiều người tin rằng sẽ có một thay đổi lớn, mặc dù niềm tin tương tự như vậy từng nhiều lần bị hụt hẫng. Nguyễn Phú Trọng sau cú ngã bệnh hồi tháng 4 năm 2019, dù thỉnh thoảng vẫn phải nhảy lầu hay treo cổ tự tử, giới quan tham nước Việt vẫn le lói hy vọng về người đốt lò vĩ đại sẽ sớm xuôi tay nhắm mắt, hoặc ít ra cũng không còn hăng hái truy sát tham nhũng như cái cách lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy mà ông ta tuyên bố đầy tự tin vào tháng 8 năm 2017. Dấu hiệu nhắm mắt xuôi tay đã bộc lộ rõ ràng trong khoảng thời gian Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng suýt chút nữa đã tịch sau cơn bão bệnh ở xứ Kiên Giang nhà Ba X vào tháng 4 2019 và kéo dài thời gian nằm điều trị cho đến tận tháng 7 cùng năm. Đó là những tháng mà bầu không khí chống tham nhũng lắng hẳn, phản ảnh rất rõ một nhận định trước đó: trên nóng dưới lạnh, còn trên không nóng thì dưới lạnh ngắt. Các cơ quan chủ chốt của Nguyễn Phú Trọng về chống tham nhũng là Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hai Cục An ninh Điều tra và Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đều nghỉ xả hơi. Cùng lúc trong giới công chức dỉ tai nhau câu chuyện những anh ba, anh hai tổ chức tiệc tùng nhậu nhẹt linh đình nhân sự kiện bác Trọng bạo bệnh, dấu hiệu xuôi tay thậm chí còn hiện ra ngay cả khi ông Trọng đã có nhiều dấu hiệu phục hồi sức khỏe kể từ cuối tháng 7 2019. Từ đó đến nay, dù vẫn tiếp tục một số vụ bắt bớ quan tham và mở rộng vụ đại án AVG, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy những vụ việc khác quá xứng đáng là đại án như Thủ Thiêm, Junin 2, Venezuela, Trần Bắc Hà đã tự chết được điều tra theo chiều sâu. Những cựu quan chức cao cấp từng được xem là bố già và thậm chí hiện thời vẫn được xem là như vậy, như Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, và Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn an nhiên tự tại. Dấu hiệu xuôi tay gần nhất và dễ nhận ra nhất là Nguyễn Phú Trọng đã phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào cuối tháng 9 2019. Một hội nghị quốc tế lớn mà nếu còn đủ sức khỏe thì Trọng đã luôn hớn hở, mình phải như thế nào thì người ta mới tiếp đón như thế chứ. Cũng từ cuối tháng 9 2019 đã bắt đầu rộ lên tin ngoài lề về khả năng Nguyễn Phú Trọng không thể đi Mỹ theo lịch trình bởi độ ổn định chống tai biến của ông ta là không ổn định. Thời gian còn lại là không nhiều hoặc đang rút ngắn một cách nhanh chóng đối với Nguyễn Phú Trọng. Chỉ còn chưa đầy một năm rưỡi nữa là đến Đại hội 13 dự kiến tổ chức vào quý đầu của năm 2021. Mà nếu ông ta không mau chóng xử lý các đống rác ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác thì sẽ không thể có được cơ hội thay máu dàn cho bu của những địa phương đó, càng không thể làm nhân sự ở thành phố đầu não là Hà Nội, cũng không còn nhiều thời gian để cho Trọng thử nghiệm chiến dịch chống tham nhũng của mình bằng cách diệt những con chuột nhắt và những con chuột nhỏ và chuột nhỡ. Bất chấp
việc Trọng vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục chống giặc nội xâm sau khi ông ta tạm thời phục hồi sức khỏe. Bởi sau cú bạo bệnh, hẳn Nguyễn Phú Trọng đã biết rằng cơn tai biến tiếp theo có thể xảy ra vô chừng mà không thể đoán định trước nếu không gấp rút xử lý các vụ tham nhũng lớn mà ông ta đã có chọn hồ sơ trong tay. Một cơn tai biến tiếp theo có thể chấm dứt mọi nỗ lực và hơi thở của Minh Quân hay bậc nhân kiệt Thế Thiên Hành Đạo. Không chỉ dở dang việc trị đảng trị quân, Nguyễn Phú Trọng còn ngổn ngang việc đối ngoại, trốn biệt, không chịu đi triều kiến Tập Cận Bình ở Bắc Kinh suốt từ đầu năm 2019 đến nay. Nhưng thành tích đó sẽ mau chóng lu mờ nếu Trọng chẳng làm nên công cán gì trong chuyến công du Washington dự kiến vào tháng 10 năm nay. Tình thế bị Trung Quốc chẹn ngay yết hầu ngân sách nuôi đảng ở các mỏ dầu khí đang khiến Nguyễn Phú Trọng và những đồng đảng của ông ta phải gấp rút tìm kiếm và đi đến quyết định có còn ngả ngớn đu dây với Bắc Kinh hay dứt khoát xoay trục sang Hoa Kỳ. Trong khi đó, chính trường Việt Nam đang tưng bừng toàn đảng, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội 13. Đang hiện ra một đặc trưng như thời năm 2015 trước Đại hội 12 của đảng cầm quyền. Nếu vào năm 2015 đã hiện hình cuộc chiến công khai trên mạng xã hội bằng các đơn thư tố cáo và các bài viết của hai phe cánh chính trị, đó là phe Trọng và phe 3X Nguyễn Tấn Dũng. Năm 2019 và đặc biệt vào nửa cuối năm của nó đang trở lại cái không khí sốc nổi, quyết thắng và công khai thách thức lẫn nhau ấy. Năm 2019 lại được xem là năm bản lề về cơ cấu cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội 13. Nếu Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5 2019 chủ yếu sắp ghế cho 200 ủy viên Trung ương thì Hội nghị Trung ương 11 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019, thậm chí còn có tầm Đại hội Đảng với nhiệm vụ chốt danh sách sơ bộ các gương mặt ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13. Sau biến cố Trọng bệnh đã nảy nòi một cuộc sát phạt không tuyên bố giữa các quan chức cấp cao, những người đang nhìn thấy thế độc tôn độc tài bậc nhân kiệt Thế Thiên Hành Đạo chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa và muốn qua mặt những kẻ khác để giành giật ngay lấy vị trí do khoảng trống quyền lực để lại. Đặc thù của thời đại mới đã được tô thắm bởi tính chất đa phe phái, đa trung tâm quyền lực hơn và do đó cũng kéo theo nhiều nhóm lợi ích hơn. Nếu Hội nghị Trung ương 10 chỉ là cuộc đấu giữa những cá bé thì Hội nghị Trung ương 11 mới thật sự là cuộc sát phạt của cá mập với nhau. Năm 2019 lại được tôn lên một khác biệt lớn so với năm 2015. Nếu cuộc chiến trước Đại hội 12 chủ yếu xoay quanh Trục, Trọng, Dũng thì thế trận trước Đại hội 13 phong phú hơn khá nhiều với nhiều trục các phe phái, chủ yếu là phe chính phủ và phe đảng tranh giành quyền lực. Trong khi ở một số địa phương nổi lên tình trạng loạn xứ quân, còn Nguyễn Phú Trọng phải đối mặt với một nhóm đối thủ mà có thể bao gồm phe chính phủ lẫn bên đảng muốn triệt tiêu sự nghiệp cách mạng của ông ta. Chẳng có gì khó khăn để dự đoán là Nguyễn Phú Trọng sẽ vấp phải một thách thức khủng khiếp về sức khỏe tự thân của ông ta, đặc biệt là vấn đề tim mạch và huyết áp, điều có thể khiến cho ông ta nếu không cẩn trọng sẽ phải sớm từ giã chính trường. Bất kỳ tình trạng suy yếu hay nguy biến nào về sức khỏe của ông Trọng cũng là cơ hội để các nhóm đối thủ tung hê và còn có thể cường điệu tình trạng bệnh tật tồi tệ của ông ta như một cách khủng bố tâm lý những quan chức thuộc phe của ông Trọng và những người còn tin yêu bác cả, làm suy giảm sức mạnh của phe Trọng trong cuộc đua tới Đại hội 13 và cả mục đích dội nước vào cái lò vẫn còn âm ỉ của ông Trọng. Tuy vẫn nắm được quyền lực tập trung được xem là chưa từng có so với nhiều đời Tổng Bí thư trước đây, nhưng Nguyễn Phú Trọng dường như ngày càng bất lực trước xu thế đa trung tâm quyền lực, cát cứ địa phương và sang chấn tham nhũng bè lũ mới đang nổi lên ngay dưới chân ghế của ông ta. Và trong khi Trọng mới chỉ thanh toán được một phần nhỏ những di họa để lại từ thời của 3X Nguyễn Tấn Dũng, ông ta lại phải đối mặt với vô số thảm họa mới do những nhóm quyền lực lợi ích mới gây ra. Dư luận đặc khu là một trong những nhiều ví dụ thuộc về cái trào lưu thảm họa mới ấy. Ngay cả vở kịch bản phải từ giã chính trường tại Đại hội 13 do không đủ sức khỏe chứ không phải do tuổi tác đã quá cao, tương lai của Nguyễn Phú Trọng cũng
không thể được xem là hạ cánh an toàn, bởi kể từ thời điểm hạ lệnh cho bắt Đinh La Thăng vào tháng 12/2017, Nguyễn Phú Trọng đã phá vỡ tiền lệ ủy viên Bộ Chính trị không thể bị truy tố, và do đó ông ta đã chính thức leo lên lưng cọp, cũng một cách chính thức không một ủy viên Bộ Chính trị nào đã nghỉ hưu và cả đương chức có thể kê gối ngủ ngon sau vụ Đinh La Thăng. Chẳng có gì bảo đảm là nếu không kịp thanh loại những kẻ thù chính trị cũ và nhung đúc đám đối thủ chính trị mới, Nguyễn Phú Trọng sẽ có được cơ hội dưỡng bệnh và dưỡng già mà không bị một thế lực nào đó lôi ra hồi tố sau khi đại hội 13 thành công tốt đẹp, nếu quả thực còn có đại hội đó. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.